Thưa quý khán giả và các đồng chí, hợp tác đào tạo là một trong những lĩnh vực được Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia chú trọng đẩy mạnh thực hiện trong những năm vừa qua. Theo đó, mỗi năm, nước bạn Campuchia cũng giúp đỡ đào tạo nhiều học viên quân sự Việt Nam theo học tại Đại học Tổng hợp Quốc phòng Campuchia. Đồng thời, Việt Nam tiếp nhận và đào tạo dài hạn cho khoảng 300 học viên quân sự Campuchia, tập huấn ngắn hạn cho trên 800 cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia về nhiều lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhu cầu của các đơn vị bạn, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Những học viên của Học viện Hải quân Hoàng gia Campuchia tại phòng thực hành máy tàu của Học viện Hải quân Nha Trang Khánh Hòa hay tại Học viện Quân y, một trong những nhà trường có số học viên Campuchia theo học, nghiên cứu đông nhất với khoảng 800 lượt học viên từng được đào tạo về ngành dược, bác sĩ, đào tạo sau đại học. Còn đây là lớp đào tạo nghiên cứu nghệ thuật quân sự, chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược dành cho học viên từ các binh chủng của quân đội Campuchia tại Học viện Quốc phòng. Với Thiếu tướng Hen Borit được cử sang học tập nghiên cứu tại Việt Nam là cơ hội tốt để nâng cao kiến thức và hiểu thêm về quan hệ hai nước. Chúng tôi được nhà trường quan tâm, tạo điều kiện rất tốt để chúng tôi yên tâm học tập và nghiên cứu. Những buổi học trên lớp, đi nghiên cứu và tìm hiểu thực tế về công tác chỉ huy, tham mưu các cấp tại một số đơn vị trong quân đội Việt Nam, nhiều nội dung mang tính đặc thù, còn được gắn liền với thực tiễn và nhu cầu học tập của các đơn vị chúng tôi sẽ có ý nghĩa với chúng tôi trong thực hiện nhiệm vụ sau này. Trong hơn 2 năm qua, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều khóa đào tạo học viên Campuchia tại các học viện nhà trường trong quân đội Việt Nam vẫn được thực hiện. Những gì đang diễn ra ở lớp trinh sát tại Học viện Biên phòng cho thấy, việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch đã giúp chất lượng đào tạo được bảo đảm. Trong học tập được các cô, các thầy truyền thụ những kiến thức cơ sở về lý luận, chính trị, pháp luật, quân sự, chuyên ngành nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, nhất là các kiến thức kỹ năng về công tác chỉ huy tham mưu bảo vệ biên giới. Học viên Campuchia còn được huấn luyện đào tạo về nhiều chuyên ngành như đặc công, khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, ngôn ngữ, phòng không không quân, hậu cần. Cùng với giảng dạy đào tạo, trong quá trình học tập, các học viện nhà trường luôn quan tâm đến mọi mặt đời sống văn hóa của học viên nước bạn,